cao quá. Có cây khá to. Giờ anh mở miệng cái cây này trước nha. Tại cây này nó hơi nghiêng qua bên đây nè. Giờ anh mở miệng cây này trước, đầu cái anh cắt luôn cái cây này cho hai cây ngã cùng lúc nha. Cào chút gót luôn rồi. Trong đây tre ăn măng mới dọn xong luôn. Tâm anh đang mở miệng nha. Có ai đặng ra nghe tư. Ở bển ra nghe. Rồi thấy dây đi. Ủi không? Thì nè nè, bây giờ mau mở miệng cái cây này đi, bắt đầu lại mình nhá cây đó cho đứt một bên đi, rồi kéo anh Phương với Tư kéo đẳng đi. Cây này nó đập qua đã gãy luôn à. Gãy tốt à. Thông bên kia chặn chị ơi. Mới mở miệng à. Rồi thì cứ cho nó đứt một bên đi Tâm. Rồi không thôi cắt cho ngã luôn đó. Rồi cắt ngã luôn. Vậy là chú Tư không cho ngã hai cây nữa mà. Tôi sợ cái cây này nó quét nó qua bên cái vườn bên tay nha. Ngã cái này trước. Đứng dậy Tâm ơi. Ồ, ngay hướng luôn. Sức dây rồi. Mấy ông sức dây gì vậy? Dốt nó trở luôn dưới bên kia luôn rồi. Trời, nghe cái đọt luôn rồi. Nãy vụt dây phải không?
Hàng chiêu tôi nói ruột dây gì mà la tâm nó không nghe. Dạ dạ dạ. Quá trời trong đây bịch các bạn. Tiếp tục cưa cái cây này luôn các bạn. Cây này khá to mà. Nó bịch quá mình không thấy rõ ánh nha bạn. Xong rồi nữa bên mấy anh bên từ thiện á, ta lại ta lấy người ta đo người ta cắt lại. Nó cao gì nữa còn bên đây cây này khá to nha bạn, cây này chắc đánh để lại cuối cùng mới hạ được nha. Mày ngã xuống là anh phải chạy ra liền nha, tại cái cây này nó dựa lên trên cái này, cây anh mới hạ được rồi.
Kéo đi, kéo đi. Anh đứng thuốc bên đây kéo nha bà. Chú Tường thị dây hơi thấp quá không biết nữa. Qua nổi không nhưng mà. Tại cây nó nghiêng về hướng bên mình hơi xéo qua bên kia một chút nha. Hơi xéo qua bên đây nè. Dây chịu không nổi Tường ơi. Dây chịu không nổi. Nó dựa qua cái đằng nhỏ đó. Dây thấp quá làm như nó không có đau nữa. Nó dựa vô cái cây nhỏ đó rồi. Xìu lại nó luôn rồi. Câu dây lớn đi, câu dây lớn đi, mình là quăng câu với cái dây lớn rồi kéo khúc quả đi. Khoan. Nó nghiêng qua đó quá trời, sao rút ngược lên nó nổi nè từ. Khoan đi, khoan, 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 khoan đi, để câu cái dây lớn được. Câu dây lớn bắt thảy lên trên đó. Đúng là đúng luôn, cái giáo đồ luôn á, trùm nó tạo kéo qua luôn á. Bây giờ lấy con lan không, lấy con lan ba bắt hãy trên trên là guột dùng xuống lấy lớn rút lên là hãy kéo qua à. Dành Vương phải lên đến buộc cho nó xuống nha bà. Buộc nguyên cái chùm như đó để thảo qua mới được nha.
kéo qua nha các bạn. Có thể nó ngã ngay hướng mình nữa nè. Giờ cảo cho nó đứng lên rồi nha các bạn. Giờ cái cây này vẫn chổi nè. Khá là nguy hiểm nha các bạn. Gúc gúc thêm mới nữa đi Tâm ơi. Gúc gúc cho nó xè qua thêm mới nữa đi. Cho nó ngã về bên đây cũng được nữa nè. Mà cái cây chổi này dễ gì ngã qua đây được. Có cái cây chổi này nằm ngang đây kìa. Ờ đó Tâm, cho qua cái nữa đi Tâm. Có cái cây chổi đây thì nó không ra đây rồi đó. Sợ nó qua giường mảnh á. Ờ qua ngay gốc tre đó. Ê đây nó ra, nó ra gà đó, nó gà đó. Đó là gà đó, là gà đó. Khi gian má làng luôn. Cái cây này nó, cái cây này nó chổi là nó đâu có vô đây được. Lỡ là không sao, có vừa nghe cái cây sao đó à, ngay cái má làng luôn á. Mà thường cái thằng gạo thường luôn. Ngay cái bả lan luôn á. Tại vì cái cây này nó chọt nó chổi mà. Nó cái cây này nó chổi hoài luôn, nó đâu có ngã ngược qua đây được. Phải đừng có cây này là ngã vô mình nè. Vậy đi. Cây này nè. Sao đâu? Nó năn nỉ không dùng nữa. Ố đậu nữa gì vậy? Cái cây này nó chổi ngay gan cái kẻ nan thun luôn, nó không có ngã ngược qua đây được. Tổn thất nhiều thì thôi luôn. Không sao, có cây chuối với hình như hai cây sài con à, còn mấy cây dừa đó không sao. Mấy cây dừa không sao. Cái cây này nó trọt lại hoài nè, cái cây mình đứng nè. Nó chổi lên hoài luôn, nó không phải nó ngã ngược qua đây cũng được nữa nè. Bình Phương anh lại tiếp tục thả cây nhỏ luôn. Cây nhỏ này xong rồi mới hạ luôn cái cây lớn đó luôn nha. Còn hai cây cuối luôn. Còn lấy cái cây cây cảo chưa được đâu, cái ngã chu qua đây khá to luôn. Vô không? Mình quên hạ luôn các bạn.
Cái gì mà cũng dễ dựng nữa. Sát xuống nó. Còn cây này phải trần dây hình gảo ăn nha. Nó hơi nghiêng quên nó quá trời luôn. Phương anh mở miệng cây cuối luôn nha bạn. Cây này rất là to nha bạn. Bán 130, 140 cao luôn. Nhìn mắt dây cảo bên kia nha các bạn. Đấy, nó hơi nghiêng quên đây. Quá trời cao quá. Chị vừa thôi, được đó. Rồi cắt đi Phương. Vừa cắt vừa qua luôn rồi, nó. Qua đến Phương ơi, xiết luôn. Wow. Nghe hướng luôn nghe mà. Quá im. Ồ, lỗi quá đẹp mà. Cây cực kỳ khủng luôn. Hết hồn cây luôn rồi. Rồi, xong hết nha các bạn. Xin kết thúc cái video này ở đây nha. Hẹn các bạn là cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Nhìn cái cây này cực kỳ đẹp luôn rồi.
đừng cho nó ấy quá, đừng cho nó ấy quá. Tại mình cảo mà. Con cây bên đây là cây bị lỗi nữa. Như sức khỏe không? Như sức. Ngay luôn. Cây hết hồn cây.